Hãy đưa cực qua Leonard tới Warriors. Một cộng viên đã nhắc nhở Draymond Green như vậy trên Twitter khi chứng kiến ngôi sao này theo dõi một trận đấu ở Los Angeles Clippers. Có thể hiểu được tại sao cộng viên này muốn nhờ vào Draymond Green. Năm 2016, chính Green là người đã nhấc điện thoại gọi cho Kevin Durant. Sau đó KD nhận lời đến vùng vịnh và tạo nên một trong những đế chế đáng sợ nhất lịch sử NBA, mang lại cho thành phố Oakland 2 chiếc vô địch trong vòng 3 năm liên tiếp. Nếu bây giờ Golden State Warriors có thêm Kawhi Leonard kết hợp cùng với Stephen Curry, Klay Thompson và Draymond Green, chẳng phải đội bóng của San Francisco sẽ sở hữu một đội hình đáng sợ chẳng kém gì chính họ cách đây vài năm sao? Leonard thế chỗ Durant và giúp Warriors trở lại thời kỳ hoàng kim, đó chắc chắn là điều mà cổ động viên của đội bóng cầu cổng vàng có lẽ không dám mơ tới. Những điều kỳ diệu như Kevin Durant cách đây 5 năm khó mà tái lập với trường hợp của Kawhi Leonard. Cầu thủ này có quyền tự gia hạn hợp đồng thêm 1 năm nữa và đang tham vọng xây dựng đế chế của riêng mình tại Los Angeles Clippers. Leonard cũng không thiếu danh hiệu, anh từng có 2 lần giành Final MVP với 2 chiếc vô địch cùng San Antonio Spurs và Toronto Raptors. Một trong số đó đến từ thắng lợi trước chính Golden State Warriors. Lời kêu gọi của cộng viên nêu trên giờ đây giống như một trò đùa, một giấc mơ hão huyền hơn là một cơ hội thực tế. Dẫu vậy, cánh cửa cơ hội ấy vừa được mở ra khi Los Angeles Clippers dừng bước tại chung kết miền Tây sau 6 game. Trong năm thứ 2 liên tiếp thi đấu tại Staples Center, Kawhi Leonard đã có thành tích tốt hơn khi vượt qua vòng 2 của NBA Playoff. Nhưng điều đó chắc chắn không tương xứng với danh tiếng của những ngôi sao hiện tại. Khi Kawhi Leonard cùng với Paul George cập bến Clippers, người ta cho rằng đội bóng này đang sở hữu cặp đôi đáng sợ bậc nhất của NBA. Tuy nhiên, kể cả khi tỷ phú Steve Ballmer đầu tư thêm cả một dàn kép phụ đầy chất lượng, hai ngôi sao này cũng chỉ có thể đưa Clippers tới chung kết miền. Mọi thứ có thể rất khác nếu như Kawhi Leonard được thi đấu loạt trận với Phoenix Suns. Ngôi sao 30 tuổi dính chấn thương đầu gối ở cuối series bán kết miền Tây gặp Utah Jazz và phải nghỉ thi đấu suốt từ đó tới nay. Một số nguồn tin cho rằng Leonard bị tổn thương dây chằng, nhưng thông tin đó chưa được xác thực. Kể cả như vậy, chấn thương của ngôi sao hai lần giành Final MVP này chắc chắn cũng không hề đơn giản. Vì đội ngũ y tế của Clippers xác định kể cả trong trường hợp vào chung kết NBA, Kawhi Leonard cũng chưa chắc được thi đấu. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới hai thứ, sức mạnh của Los Angeles Clippers và tinh thần của Kawhi Leonard. Từ trên khán đài VIP, Leonard chứng kiến Paul George chói sáng trong sự bất lực, cố gắng hết sức cũng chỉ có thể kéo Phoenix Suns tới Game 6. Ngôi sao 30 tuổi hoàn toàn có thể mặc vest và xuống băng ghế dự bị ngồi cổ vũ tinh thần của các đồng đội, nhưng anh đã không làm như vậy. Có lẽ tâm lý của Kawhi không còn đủ tích cực để xuống dưới hàng ghế sát mặt sân, hoặc anh đang bắn tín hiệu cho thấy tâm lý tiêu cực của bản thân. Nhiều thông tin cho rằng Leonard không hài lòng với cách làm việc của đội ngũ y tế, khiến anh không kịp bình phục để ra sân ở series vừa qua. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta nghe được những mâu thuẫn giữa Kawhi Leonard và đội ngũ y tế. Hồi còn ở San Antonio Spurs, cầu thủ gốc Los Angeles cũng bày tỏ thái độ không hài lòng với các y sĩ tại đây. Sau một mùa giải thường xuyên phải ngồi ngoài vì chấn thương, anh tỏ ra bực tức vì được khuyên nên hạn chế thi đấu. Ngôi sao này liên tục làm mình làm mẩy, tự đi khám bác sĩ riêng, rồi đẩy xa mọi chuyện tới mức vắng mặt, bỏ thi đấu. Không còn cách nào khác, San Antonio Spurs buộc phải trao đổi để đẩy ngôi sao số 1 đội bóng ra đi. Giờ đây Los Angeles Clippers đang đứng trước tình cảnh tương tự. Hợp đồng với Kawhi Leonard sẽ hết hạn sau mùa giải này, trừ khi anh sử dụng Player Option để kích hoạt điều khoản tự gia hạn thêm 1 năm. Tuy nhiên, với những gì từng diễn ra tại bang Texas, Clippers nên lo lắng về viễn cảnh cầu thủ 30 tuổi ra đi ngay trong mùa hè năm nay. Vậy thì Leonard sẽ đi đâu? Giống 2 năm trước, anh sẽ ngồi rung đùi và lựa chọn những lời đề nghị hấp dẫn nhất. Dallas Mavericks, Miami Heat và New York Knicks đã nhanh chân xếp hàng. Tại những đội bóng này, anh đều có cơ hội để trở thành ngôi sao số 1, dẫn dắt đội nhà tới với chức vô địch. Nhưng nếu lắng nghe tiếng nói của cơ thể, rất có khả năng anh sẽ đưa ra một lựa chọn khác. Hồi còn ở Spurs, anh đã bị cảnh báo về việc bị viêm gân cơ tứ đầu. Dù đã dứt áo rời San Antonio Spurs, nhưng kể cả khi đã sang Toronto Raptors hay là Los Angeles Clippers, cơ quan đều phải chấp nhận sự thật rằng mình không còn sung sức và phải liên tục nghỉ ngơi hồi sức. Chọn trận mà đánh để đảm bảo thể lực trong những trận đấu quan trọng nhất. Tại mùa giải vừa qua, Kawhi Leonard quyết định cố gắng hơn, giảm bớt tần suất nghỉ ngơi để chiều theo ý kiến dư luận. Những người cho rằng anh không xứng đáng với vị thế của một ngôi sao vì vắng mặt quá nhiều. Anh chỉ nghỉ thi đấu khi gặp chấn thương và ra sân với trung bình 34,1 phút mỗi trận, con số cao nhất trong sự nghiệp. Tuy nhiên, việc chiều ý khán giả đã khiến Leonard gục ngã vòng playoff đúng vào lúc Los Angeles Clippers bước vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải. Việc phải ngồi ngoài xem chung kết miền Tây chắc chắn ảnh hưởng không ít tới suy nghĩ của ngôi sao 30 tuổi.
Từ tuổi 30 trở đi, cơ thể không còn sung mãn như trước và đang bước sang sườn dốc bên kia. Nếu Kawhi Leonard hiểu rõ điều này, anh có thể sẽ tìm tới một lựa chọn dễ dàng hơn, nơi đã có sẵn những ngôi sao hàng đầu. Khối lượng công việc giảm đi, cơ thể sẽ có thêm thời gian phục hồi và quan trọng nhất là việc tìm kiếm chiếc nhẫn thứ 3 cũng sẽ dễ dàng hơn. Nếu suy nghĩ theo hướng này, phải chăng Golden State Warriors đang là giải pháp tốt nhất cho những vướng mắc của ngôi sao hai lần giành danh hiệu Final MVP? Kể từ khi chuyển sang sân nhà mới Chase Center, Golden State đã tụt dốc thê thảm. Những chấn thương liên tiếp của Klay Thompson và Steph Curry khiến họ không còn là ứng cử viên vô địch, thậm chí còn lao đầu xuống nhóm cuối bảng và chỉ vừa mới trồi lên top 8 miền Tây mùa này nhờ vào màn thăng hoa. Năm tới Klay Thompson sẽ trở lại, nhưng không ai dám chắc anh còn giữ được phong độ đỉnh cao sau hai chấn thương kinh hoàng ở dây chẳng chéo trước và gót chân asin. Sẽ thật tốt biết bao cho Warriors nếu họ có thêm một ngôi sao thứ 3 nữa. Andrew Quicken đang ăn lương 30 triệu đô la Mỹ, nhưng thành thật mà nói thì những đóng góp của anh không tương xứng. Có Kawhi Leonard, Warriors chắc chắn sẽ được lợi. Nhưng để đưa được Leonard về cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chắc chắn thương vụ này sẽ không thể diễn ra theo dạng chuyển nhượng tự do. Những ông chủ của Golden State Warriors rất chịu trì, mà minh chứng là mùa vừa rồi họ là đội bóng nộp thuế nặng nhất trong số các đội phá khung lương. Tuy nhiên, những quy định chặt chẽ về quỹ lương chắc chắn không thể giúp đội chủ sân Chase Center gánh được mức lương không dưới 36 triệu đô la Mỹ của Kawhi. Cơ hội duy nhất để họ sở hữu ngôi sao này là thực hiện một thương vụ sign and trade, nôm na là ký hợp đồng rồi mới trao đổi. Cụ thể hơn, Kawhi Leonard sẽ kích hoạt điều khoản tự gia hạn hợp đồng 1 năm, sau đó chờ đợi Golden State Warriors đưa ra mức giá hợp lý để trao đổi với Los Angeles Clippers. Để lấy được Leonard, đội bóng thành phố San Francisco chắc chắn phải chịu mất Andrew Quicken, sau đó kèm thêm tài năng trẻ James Wiseman, cùng một hoặc hai lượt pick của kỳ draft năm nay. Thương vụ này có thể khiến Warriors đánh mất tương lai, nhưng chủ tịch đội bóng không dưới một lần khẳng định họ muốn xây dựng thành công xoay quanh Curry và Thompson, thay vì công tác đào tạo trẻ, xây dựng tương lai bền vững không phải là ưu tiên của họ vào lúc này. Nếu thương vụ này thực sự xảy ra, Kawhi Leonard sẽ có một mùa giải nhàn nhã hơn và chuyên tâm hơn vào công tác phòng thủ. Golden State Warriors vẫn còn hai siêu sao tấn công là Curry và Thompson, nên Leonard sẽ được phép chuyên tâm vào sở trường phòng ngự bên cánh, nhường khu vực dưới rổ cho Draymond Green. Trong tấn công, anh cũng không phải lo cầm bóng, nhiệm vụ vốn thuộc về Curry và Green. Được giải phóng về mặt vai trò, Leonard chỉ cần dựng tường yểm trợ, ném tầm trung và bắt rebound. Như vậy là quá đủ để biến Warriors trở thành một đội bóng đáng sợ. Tất nhiên mọi chuyện vẫn chỉ là lý thuyết, nhất là khi ý định của Kawhi Leonard vẫn chưa thực sự rõ ràng. Nhưng nếu như anh đã cảm thấy mệt mỏi quá, thì hãy về bên Golden State, tựa vào vai Curry trong ánh mắt sợ hãi của nhiều đội bóng khác.